Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng vừa có kế hoạch tổ chức cưỡng chế đối với các hộ gia đình cá nhân vi phạm trên đất công và đất nông nghiệp tại khu chân đê quai xã Liên Hà và khu ven đê quai xã Liên Trung. Đây là khu vực các hộ dân tự chuyển đổi mục đích xây dựng nhà xưởng sản xuất đồ gỗ gia dụng, gây mất vệ sinh môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy. Tổng số hộ vi phạm là 90 trường hợp. Qua quá trình tuyên truyền vận động, hiện đã có hơn 70 hộ gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm. Số còn lại, huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động. Đến hết ngày 16 tháng 4, nếu còn hộ nào không chấp hành, huyện sẽ tổ chức cưỡng chế. Được biết, sau khi giải tỏa vi phạm, khu vực này sẽ được huyện Đan Phượng lập dự án cải tạo, chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tạo không gian công cộng cho người dân.